Kitô hữu phải là những nhân chứng sống động cho đức tin của họ. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các Kitô hữu. Ngày 10 tháng 5 năm 2014, bài viết của tác giả Đặng Tự Do ở Việt Catholic. Trong thánh lễ sáng thứ ba 6 tháng 5 tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các Kitô hữu phải luôn luôn là chứng nhân đức tin của họ, ngay cả khi điều đó liên quan đến một dấn thân trọn đời. Đức Thánh Cha khích lệ các Kitô hữu suy tư về cuộc sống của mình và nói thêm rằng Chúa Thánh Thần luôn luôn giúp đỡ ta trong lúc truân chuyên. Ngài nói, tử đạo là một từ ngữ xuất phát từ tiếng Hy Lạp, và trong ngôn ngữ này, nó cũng có nghĩa là nhân chứng. Và như vậy, chúng ta có thể nói rằng, đối với một Kitô hữu, con đường theo bước chân của Chúa Kitô là con đường làm chứng cho Ngài. Và nhiều lần, chứng tá này kết thúc nơi việc hy sinh tính mạng của mình. Một Kitô hữu không phải là một chứng nhân, là một nghịch lý. Chúng ta không phải là một tôn giáo của những ý tưởng, của duy thần học, của những điều tốt đẹp và những điều răn. Không, chúng ta là một dân tộc bước theo Chúa Giêsu Kitô và làm chứng cho Ngài, ngay cả và đôi khi chứng tá của chúng ta dẫn đến việc chúng ta đành chịu mất mạng sống mình. Chứng tá dù là trong cuộc sống hàng ngày, trong gian truân, và ngay cả trong bách hại và cả cái chết, luôn luôn mang lại hoa trái. Giáo hội sinh hoa kết quả, và là một người mẹ khi giáo hội làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Nhưng khi giáo hội đóng kín vào chính mình, khi giáo hội nghĩ về chính mình như có thể nói là một trường học về tôn giáo với rất nhiều ý tưởng tuyệt vời, với những ngôi đền thờ lộng lẫy, với nhiều viện bảo tàng hoành tráng, với nhiều điều tốt đẹp, nhưng không đưa ra chứng tá, thì giáo hội sẽ trở nên cằn cỗi, vô sinh. Điều đó cũng đúng với các Kitô hữu. Những Kitô hữu nào không phải là những chứng nhân cho niềm tin của mình, cũng chẳng sinh được hoa trái sự sống nào mà người ấy đã nhận được từ Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay chúng ta hãy suy tư về hai hình ảnh này. Trước hết là Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi. Thứ hai là dân Chúa, là các Kitô hữu, những người phải lánh nạn, bỏ chạy, tứ tán vì những cuộc bách hại, bạo lực. Để rồi chúng ta đặt câu hỏi, tôi làm chứng cho Chúa như thế nào đây? Tôi có phải là một Kitô hữu làm chứng cho Chúa Giêsu, hay chỉ đơn giản là một con số trong một giáo phái? Tôi có sinh hoa kết quả vì tôi làm chứng cho Chúa, hay tôi trở nên vô sinh vì không thể để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt tôi về phía trước trong ơn gọi
Kitô hữu của mình.